Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình tập làm thợ hồ nha các bạn. Hôm nay mình làm ra, mình phá cái chỗ này ra, mình sẽ xây chỗ này một cái viền gạch và mình dán cái nền này lại. Dán gạch cái nền này luôn nha các bạn. Và mình dán luôn cái mặt chỗ này một cục gạch lên luôn nha các bạn. Đó giờ mình chưa từng làm thợ hồ bao giờ nha các bạn. Mình chỉ mà nhìn người ta làm thôi, về mình làm thử. Mình bạo gan mình làm thử thì cái nó được tới đâu nha các bạn. Đó, đó, đó. Chỉ một phỉnh nhỏ thôi các bạn, có khoảng thước mấy à. Một cái phỉnh nhỏ chỗ cái cây nước của mình thôi. Không có nhiều. Làm nhiều không biết đường làm. Đây, vật liệu mình đã chuẩn bị sẵn đây. Cát, xi măng. Bắt đầu mình trộn hồ nha các bạn. Để nước mình. Nó người ta thôi, ở nhà sớm cái bên thấy ta làm về trước làm theo, không biết được cái đâu đây, chưa từng làm bao giờ, không nghe thấy một số cao lý nè, số cao lý gì ta. Cuối cùng cái này cũng đã xong, mình hoàn thành nha các bạn.
làm 2 ngày trời luôn mới đi được gì nữa các bạn. Thấy thợ giỏi ghê chưa, làm mất 2 ngày mới gọi cái phỉnh chỗ này. Đó. Các bạn thấy đẹp không các bạn ơi? Chỗ này để mình xài nước thôi, mình rửa chén giặt đồ thôi các bạn.